Xin chào, hôm nay là 4 tháng 4 và hôm nay là ngày gì? Hôm nay chính là ngày thiếu nhi của Hồng Kông và Đài Loan. Ngày sinh của ai? Đặng Văn Ngữ, bác sĩ y khoa, nhà ký sinh trùng nổi tiếng Việt Nam, ông sinh năm 1910. Đặng Thân, nhà văn người Việt Nam, ông sinh năm 1964. Isoroku Yamamoto, đô đốc Nhật Bản, ông sinh năm 1884. Yeon Hyuk, ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công Hàn Quốc, anh sinh năm 1986. Sami Khedira, cầu thủ bóng đá người Đức, anh sinh năm 1987. Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên người Việt Nam, cô sinh năm 1990. Ngày mất của ai? John Venn, nhà toán học và triết học người Anh, người tạo ra biểu đồ Venn, ông mất năm 1923. Carl Benz, người thành lập Mercedes-Benz, ông mất năm 1929. Andre Michelin, đồng sáng lập công ty lốp xe Michelin, ông mất năm 1931. Trương Trọng Thi, kỹ sư máy tính, ông được xem là cha đẻ của máy tính cá nhân, ông mất năm 2005. Nhạc sĩ Thanh Sơn, tác giả bài hát Nỗi buồn hoa phượng, Đoạn xuân ca, mùa hoa anh đào, ông mất năm 2015. Sự kiện. Vào năm 1147, Moscow lần đầu tiên được nhắc đến trong sử sách khi nó được mệnh danh là nơi gặp gỡ của hai vị hoàng tử. Năm 1581, Francis Great kết thúc chuyến đi vòng quanh thế giới bằng đường biển và được nữ hoàng Elizabeth I phong tước hiệp sĩ. Năm 1721, ngài Robert Walpole trở thành thủ tướng Anh đầu tiên. Năm 1968, chương trình Apollo, NASA phóng tàu Apollo 6. Tạm biệt các bạn, nhớ đón xem vào sáng ngày mai nhé. Xin chào.